Ok, chào mừng mấy bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Phong Cận TV đây. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với một phần chơi có tên là Phong Lao Công. Ok, thì chúng ta sẽ làm gì nào? Thì hiện tại là các bạn thấy là mình đang ở trong một cái căn nhà rất là gọi là chật hẹp và nhỏ bé và cũ kỹ, xấu xí, nghèo nàn. Các bạn xem nè, không có nổi cái giường để ngủ luôn, các bạn thấy không? Phải ngủ ở trên đống cỏ nè, không có giường để ngủ luôn. Và đây, mình sẽ ra ngoài cho các bạn xem. Đây, đây là ngôi nhà của mình. Ngôi nhà cực kỳ nhỏ bé và ngôi nhà này sẽ đã được xây ở trong một cái gọi là một cái ngôi trường. Và sắp tới ngôi nhà của mình sẽ bị phá hủy. Phá hủy để làm gì? Để cho ngôi trường có đất để có thể nâng cấp ngôi trường lên. Cho nên là nhà của mình sắp tới sẽ bị phá hủy và mình sẽ trở thành một thằng ăn xin. Mình sẽ không có nhà để ở. Đó, bạn hiểu không? Và nhiệm vụ của chúng ta là gì các bạn biết không? Đó chính là chúng ta sẽ trở thành một người lao công. Và chúng ta đi làm công việc lao công, sửa nhà, dọn dẹp nhà các kiểu. Để chúng ta có thể kiếm được tiền. Và khi mà chúng ta kiếm được tiền, chúng ta sẽ có thể gọi là xây dựng một cái ngôi nhà cho chúng ta ở. Đó, thì chúng ta sẽ vào nhà thử nha các bạn. Đây, vào trong nhà nè. Trời ơi, cái nhà gì đâu mà nó nghèo nàn đó các bạn ơi. Vào trong nhà chúng ta sẽ có một cái rương ở đây. Và trong cái rương này chúng ta sẽ có một cái phần gọi là tiền tiết kiệm mấy bạn ạ. Để xem coi tiền tiết kiệm của chúng ta được bao nhiêu nha. Đây, tiền tiết kiệm của chúng ta đã được 64 xu. Đó, mở ra. Chúng ta đã có được 64 xu. Và chúng ta sẽ sử dụng xu này để làm gì các bạn biết không? Chúng ta không phải sử dụng xu này để mua đồ ăn. Trời ơi, trời đã nghèo rồi còn mang xu đi mua đồ ăn phung phí thì tiền đâu mà xài, đúng không? Chúng ta sẽ sử dụng xu này để chúng ta mua dụng cụ làm việc, để chúng ta có thể bắt đầu công việc làm lao công và kiếm tiền nha các bạn. Mình sẽ đi ra ngoài để mình xem coi là ở ngoài đây có ai cần sửa nhà hay không thì mình sẽ sửa chữa cho họ nha. Đây, chẳng hạn như bây giờ đây, nhiệm vụ của chúng ta đầu tiên là hãy sửa chữa ngôi nhà này các bạn. Đó, mình sẽ tìm ở trong cái rương này, nó sẽ có một cái lá thư. Ta sẽ lấy lá thư ra. Đọc. Xin chào, tôi tự giới thiệu, đây là nhà của gia đình tôi, nhưng nó đã bị bỏ hoang từ rất lâu, nên bên trong rất bừa bộn và bẩn thỉu. Tôi muốn anh hãy dọn dẹp, sửa chữa và trang trí ngôi nhà giúp cho tôi. Người này đang nhờ chúng ta gọi là sửa căn nhà mấy bạn ạ. Chúng ta sẽ vào trong nhà thử nha. Oh my god. Cái nhà này bị bỏ hoang từ rất là lâu rồi các bạn ơi, cho nên là nhìn nó kìa. Oh trời ơi, thật là bừa bộn, vãi nồi luôn các bạn ạ. Vãi nồi thật. Trong đây là nhà bếp đúng không? Trời ơi, bừa bộn thực sự. Oh my god. Rồi, và nhiệm vụ của chúng ta gọi là phải sửa chữa, dọn dẹp và trang trí lại cái ngôi nhà này mấy bạn ơi. Ok, làm thì làm, đơn giản. Rồi, để mình xem coi đầu tiên nó muốn mình làm gì đây. Nhà sơn màu dưa hấu á. Màu dưa hấu là màu gì? What? Nhà sơn màu dưa hấu các bạn ơi. Ok, vậy thì chúng ta sẽ phải đi mua sơn các bạn ạ. Ok, đi mua sơn nha. Và chúng ta sẽ qua bên cái tiệm của cái ông gọi là buôn bán dụng cụ học tập nè. Ông có bán đồ cho lao công luôn các bạn. Đó, qua đây. Ok. Đây, mấy bạn thấy ông này trong đây ông bán khá là nhiều đồ. Có cả chín màu nè, để tô màu tường các bạn. Sơn màu tường nè, mũi khoan, rồi máy cưa, rồi kéo, rồi sản kim cương. Đó, hoa đồ nè. Và bây giờ mình không biết là mình đang cần những cái gì, cho nên là mình sẽ mua sau. Rồi, bây giờ mình sẽ mua sơn đây. Đầu tiên sẽ là mình mua sơn nè. 64 quả trứng màu sơn này thì chúng ta chỉ tốn có 5 xu thôi. 5 xu thôi, chúng ta sẽ tốn 5 xu. Ok, mình sẽ mua khoảng 2 cái đi, là tốn 10 xu nè. Rồi, chúng ta đã mua 2 cái, đã được 2 cái trứng màu đây. Nhưng mà chúng ta bây giờ chỉ còn lại được 54 xu thôi. 54 xu này chúng ta sẽ mua cho chúng ta là mũi khoan. Cái mũi khoan này có giá là 15 xu, mua luôn. Rồi, mua một cái máy cưa, giá 15 xu, mua luôn. Một cái kéo, 10 xu, mua luôn. Rồi, xong. Chúng ta hết tiền luôn, còn có 14 xu thôi. Khổ quá mà. Còn có 14 xu thôi, tiền đâu mà chúng ta có thể gọi là xây dựng tiếp đây. Ok, để mình vào nhà coi thử nha. Rồi, thì công việc đầu tiên của chúng ta sẽ phải là dọn dẹp nhà trước mấy bạn ơi. Ok, dọn dẹp nhà nè. Đó, dọn dẹp nhà nha. Ok, đập hết cái bình này luôn. Rồi, đập mấy cái này dọn dẹp hết. Khoan nè, búp. Đó, một phát một là chết luôn. Trời ơi, tôi khoan luôn cái sàn nhà luôn rồi. Vãi nồi. Ok, lắp sàn nhà lại kìa. Khoan sao khoan luôn mất cái sàn nhà luôn các bạn ơi. Ok, dọn dẹp nè. Cái này là gì đây? Cái này dùng bằng kéo hả? Ủa, dùng cái này hả? Ok. Dùng bằng máy cưa. Ok. Trời ơi là trời. Nhà này để rất là lâu rồi cho nên là mấy cái giường nữa bạn, mấy bạn coi nè. Mấy cái giường gì đâu mà nó cũng bị gọi là rách rưới hết rồi. Rồi để bình nước rồi tùm lum la. Cái gì đây? Có xương. Rồi có thịt heo trong đây nữa. What the hell? Cái gì đâu mà nhà mà có thịt heo nữa vậy? Phải nồi. Ok. Cắt cỏ nè, cắt lá nè, đó. Rồi, dọn hết mấy cái đống rơm này luôn. Rồi, dọn mấy cái giường luôn. Mấy cái giường này xấu quá bạn ơi. Dọn dẹp hết, mình đem về mình xài. Lấy cái giường này mình đem về mình xài. Ok, dọn mấy cái đuốc nè. Ok,
chọn mấy cái bình nè. Đó. Tiếp theo nữa là mình sẽ lấy kéo mình cắt mấy cái lá này ra. Trời ơi, cái gì đâu mà nhà gì đâu mà bừa bộn chưa từng thấy. Thật là mất vệ sinh. Để lâu quá đến nỗi mà nó mọc rơm mọc đồ trong đây luôn. Rồi cái gì đây? Cái này hình như là tơ nhện nè. Chúng ta sẽ sử dụng máy khoan để khoan tơ nhện. Phải nổi bạn ơi. Lần đầu tiên mình thấy á, người ta dùng tơ nhện ha. Tơ nhện thì ta sẽ dùng cái chổi ta quơ nhẹ cái thôi là xong rồi. Còn trong video là muốn dẹp cái tơ nhện phải dùng máy khoan. Dùng máy khoan để khoan tơ nhện đó bạn ơi. Phải nổi thật. Ok rồi xong mình khoan cái tường ra luôn rồi. Rồi. Rồi bây giờ mình sẽ dẹp mấy cái gọi là những cái dây leo nè. Cái dây gọi là râm riêu mà nó mọc đầy nhà đó bạn. Chúng ta sẽ dọn dẹp hết. Ok, dọn dẹp xong rồi các bạn ơi. Rồi, dọn dẹp xong chúng ta sẽ làm gì nữa nào? Đây, sàn nhà đó bạn. Mấy bạn nhìn cái sàn nhà nè. Sàn nhà bẩn gì đâu quá trời. Cho nên chúng ta sẽ phải gọi là dọn dẹp sàn nhà. Ok, chúng ta sẽ phải dẹp hết mấy cái lá này. Đập hết ra. Đó, phủi hết ra, phủi hết, phủi hết. Phủi hết ra. Không có để nó đây, dơ quá, ok. Rồi, đó. Rồi, ok các bạn ơi. Nhà của chúng ta đã được dọn dẹp sạch sẽ nè. Quá sạch sẽ luôn, trắng bóc. Không hề gọi là một vết bẩn nào luôn các bạn ơi. Rồi để xem tiếp nó yêu cầu mình làm gì tiếp đây. À, sàn nhà sơn màu đỏ. Còn cái nhà thì sơn màu dưa hấu. Sơn màu dưa hấu là sao? What? Để mình xem coi sơn màu dưa hấu mà chúng ta sẽ lấy sơn ra nè. Rồi, để mình chọn màu dưa hấu đúng không? Màu dưa hấu thì chúng ta sẽ lấy màu này đi. Thử coi. Sơn màu dưa hấu là sao? Cái nhà này sơn màu dưa hấu là sao? À, để mình chọi sơn ra coi. Là có nghĩa là xây kiểu sang kẻ giống cái trái dưa hấu á hả? Đâu để mình thử nha. Ok, mình sẽ lấy thêm cái màu này nữa nè. À, gọi là giống như là sơn làm sao cho nó giống cái trái dưa hấu mấy bạn. Ok ok, rồi mình hiểu rồi. Vậy chúng ta sẽ sơn làm sao cho nhìn cái giống cái trái dưa hấu phải không? Ok. Được. Sơn cái nhà hình trái dưa hấu thì ok, làm được hết. Đơn giản. Này sơn vào, sang kẻ vào. Đó. Đó, rồi. Nhà hình trái dưa hấu, màu hình trái dưa hấu các bạn ơi. Rồi, bây giờ là bên trong nhà đúng không? Trong nhà cũng xây như vậy luôn, cũng sơn y như vậy luôn đúng không? Rồi, sơn luôn. Rồi, các bạn ơi, mình vừa gặp một cái trục trặc rồi là mình đã hết sơn rồi. Mình sẽ phải đi mua sơn đã. Đi qua bên đây để mua sơn đã, mình không còn sơn để sơn nhà nữa rồi. Cho nên phải đi qua đây để mua sơn thôi. Mình nghĩ là mình sẽ mua thêm khoảng 4 stack nữa thì chúng ta sẽ đủ. Đó. Chúng ta phải làm sao thật là tiết kiệm thì chúng ta mới có thể là hoàn thành xong ngôi nhà thì chúng ta mới được tiền, các bạn hiểu không? Sẽ mua cỡ mua được có 2 cái đó thôi hả? Chết rồi, còn có 4 xu à. Chết tôi rồi. Kỳ này là chết rồi. Hay là ứng tiền trước ta? Hay là mình sẽ ứng một nửa tiền của cái ngôi nhà này trước nha, sau đó mình sẽ có tiền để mình xây dựng nhà rồi mình lấy một nửa cái tiền còn lại. Rồi, vào trong nhà, tiếp tục sơn thôi. Ok, xong. Rồi đó, bây giờ là mình sơn thêm cái màu xanh xanh đọt chuối này vô nữa nè. Rồi, là sẽ hoàn thành. Đó, sơn thêm màu xanh đọt chuối vô. Mình phải sơn thật là tiết kiệm mấy bạn ơi. Mình mà phí phạm sơn quá là mình sẽ hết tiền để mua sơn luôn đó. Đến tận 5 xu một cái bình sơn. Đắt tiền vãi. Chắc phải ứng tiền để mua thêm sơn rồi. À, hết sơn rồi. Không, thôi xong rồi, thôi xong rồi. Mình hồi nãy đáng lẽ ra là mình không nên mua nhiều những cái dụng cụ này quá. Chúng ta cần phải tiết kiệm. Nhưng mình đã lỡ tiền, mình mua quá trời rồi. Bây giờ làm sao đây ta? Làm sao đây nhờ? Làm cách nào để có tiền đây ta? Hay là mình sẽ qua bên đó để mình gọi là mình ứng tiền trước nha. Mình ứng tiền trước, sau đó gọi là mình sẽ mua sơn. Rồi mình xây xong ngôi nhà, rồi mình sẽ có tiền. Rồi sau đó mình sẽ lấy thêm một nửa cái số tiền còn lại, mình sẽ ứng tiền trước đi. 1 hour later. Và mình đã bán đồ trong này thì mình đã được 60 xu rồi nữa bạn. Đó, ok. Và 60 xu rồi chúng ta sẽ đồng mua thêm trứng màu coi. Nghĩ là mua thêm 3 cái đi. Rồi. Trời ơi là trời, còn lại được 45 xu. Ok. À, hóa ra là mình quên mất là mình có cài một cái phần gọi là có thể gọi là bán đồ trong nhà được mà mình quên mất, mình không chịu bán. Trời, phải nồi thật. Hàng gì tốn tiền, mình quên mất là tại sao 64 xu
mà cái nhà này trang trí hết 64 xu luôn, làm sao mà trang trí hết được, cho nên mình quên mất là mình có cài cái phần gọi là bán đồ đã kiếm được đó. Cái đồ cũ trong nhà chúng ta có thể đem đi chúng ta bán đó, ok. Và những bạn nào mà muốn gọi là xem cách bán đồ thì tập sau mình sẽ làm cho các bạn xem nha, chứ hồi nãy mình quên bấm nút quay luôn rồi, phải nồi thiệt. Ok rồi, bây giờ sơn nhà xong rồi nè. Rồi để mình xem coi tiếp tục chúng ta sẽ làm gì tiếp đây. Sàn nhà xây màu đỏ hả? Ok rồi, sàn nhà chúng ta sẽ xây hoặc là sơn lại bằng màu đỏ. Thì bây giờ mình không có khói đỏ cho nên mình sẽ sơn lại luôn. Rồi chúng ta sẽ sơn lại bằng màu đỏ nha bạn. Đây, ui, thì tính ra là nó là đúng là thuộc dạng là kiểu là quả dưa hấu luôn các bạn. Ngôi nhà hình quả dưa hấu luôn á, tại vì là kiểu như là bề ngoài á, cái vỏ thì là màu xanh, còn bên trong ruột thì là màu đỏ. Đúng cái màu của quả dưa hấu luôn các bạn ơi. Phải nồi thiệt, ok. Rồi để mình gọi là sơn nó lại coi. Sơn cái sàn nhà màu đỏ nha. Những bạn nào mà muốn gọi là chơi con map này á thì mình sẽ tải con map này lên cho các bạn tải về nha. Đó, ok. Mình cái con map này là mình xây rất là lâu rồi, nhưng bây giờ mình mới quay clip cho các bạn xem. Bởi vậy cho nên những bạn nào mà muốn chơi thử con map này á thì cứ bình luận cho mình biết nha. Mình sẽ gọi là đăng con map này lên cho các bạn tải về. Đó. Ok, rồi. Bây giờ mình đang nảy ra một cái ý tưởng các bạn ơi, là tại sao xây nhà dưa hấu chúng ta lại không xây hộp đúng không? Mình sẽ xây cho nó vài cái hộp dưa hấu đó. Là y hệt như quả dưa hấu luôn, đó, thấy không? Ruột dưa hấu là phải có hộp, các bạn hiểu không? Đó, thêm hộp dưa hấu nè. Hộp dưa hấu nè, đó. Rồi ok, sàn nhà là sàn nhà của quả dưa hấu là phải có hộp dưa hấu, các bạn hiểu không? Đó, hộp dưa hấu đầy sàn nhà luôn. Ok, quả đẹp. Rồi để mình xem tiếp coi, bây giờ chúng ta còn dư 56 màu rồi, tí nữa chúng ta sẽ đem màu đi bán luôn. Thay giường mới màu hồng. Ok, thay giường mới màu hồng. Thêm tủ sách và lò nướng. Thêm cây cảnh, thêm bàn ghế và trang trí đèn. Thêm một tủ thức ăn cho mùa đông. Ok, rồi. Mình sẽ qua bên kia mình mua thêm đồ để mình về trang trí cho cái ông chủ nhà này. Và mình sẽ gọi là sau khi mà hoàn thành xong nhà thì mình sẽ được tiền thưởng các bạn ạ. Hello ông bán hàng, tôi đã quay trở lại với ông rồi đây. Bây giờ tôi sẽ mua cho tôi là mấy cái bình nè. Mấy cái bình này là mua bao nhiêu bình được ta? Một cái bình với giá là 4 xu. Mình sẽ mua 2 cái đi. Rồi. Trang trí giường màu hồng đúng không? Đây giường màu hồng và giường này mình sẽ mua 2 cái giường. Là còn 37 xu. Mua thêm tủ sách. Mình sẽ mua gọi là 2 cái tủ sách đi, 2 tủ sách. Đèn thì mình sẽ mua nhiều xíu. Mình sẽ mua khoảng 3 đi. 3 thì sẽ được bao nhiêu cái ta? Là chúng ta 3 thì chúng ta sẽ được 12 cái. À ok rồi. Hợp lý. Bây giờ mình sẽ mua thêm hoa. 2 hours later. Rồi bây giờ là phải cần thêm thức ăn. Nhưng mà bây giờ mình lại không có tiền để mình mua thức ăn. Còn 4 xu nè. Đủ để mua thức ăn không? Để mình qua mình xem thử nha. Đây chính là cô bán canteen nè. Rồi. Một rương thức ăn. Chúng ta hiện tại nó có 4 xu nè. Ok, 1 xu rồi chúng ta có thể mua được 10 cái bánh mì. Rồi, còn 3 xu. 3 xu chúng ta sẽ mua thêm dưa hấu cho nó đi. Rồi còn 2 xu thì mình sẽ mua cho nó thêm 2 bình sữa nữa. Rồi ok. Vậy là có được rồi nè, thức ăn rồi nè. Một rương đầy thức ăn rồi nè. Đó. Rồi còn cái rương kiếm đâu đây ta? Chết rồi. Mình lỡ mua hết đồ rồi, bây giờ làm sao mình có rương đây? Ok khoan. Không sao. Về nhà mình lấy rương các bạn ơi. Nhà mình có rương đúng rồi. Bây giờ chúng ta về nhà chúng ta hy sinh, chúng ta lấy cái rương trong nhà chúng ta gọi là đưa cho nó vậy. Ok. Đây lấy cái rương nè. Rồi, lấy cái rương trong nhà đem ra để đặt cho nó, trời là trời. Hy sinh luôn đi. Sau khi mà mình hoàn thành xong á thì mình sẽ có tiền và mình sẽ có rất là nhiều tiền và mình sẽ mua được rương. Đó, thậm chí là mình sẽ xây nhà mới luôn. Ok. Rồi, về nhà rồi đây. Ngôi nhà hình trái dưa hấu. Rồi, trang trí vào nè, đầu tiên là 2 cái giường màu hồng. Tiếp theo đó nữa là bỏ một cái rương đầy thức ăn, mình sẽ bỏ trong nhà bếp đi. Trong nhà bếp nè, để cái rương vào đây và bỏ thức ăn vào trong cho mùa đông của nó. Ok. Sữa đó nè. Dưa hấu nè, bánh mì nè và sữa. Đó, đầy đủ thức ăn rồi. Tiếp theo đó là trang trí bình hoa đúng không? Ta trang trí bình hoa vào. Rồi, bình hoa mình sẽ để ở trước nhà này đi. Thế này. Rồi, 4 cái luôn hả? Mình mua được 4 cái bình hoa luôn nè. Một cái mình sẽ trang trí trong bếp. Ở đây, rồi ok. Hoa rồi, đây hoa đây. Mình sẽ bỏ hoa vào, cắm hoa vào nè. Đó. Cắm hoa vào. Quá đẹp luôn các bạn ơi. Rồi, tiếp theo nữa là lò nướng và tủ sách và đèn. Ok. Lò nướng mình sẽ để ở bên đây. Lò nướng phải để trong bếp mới đúng chứ. Lò nướng sẽ để trong bếp. Để bên đây đi. Ok, 2 cái lò nướng để trong bếp nè. Tủ sách thì mình sẽ để kế bên cái giường. Đó, ok.
Rồi xong, bây giờ là trang trí đèn thôi. Giờ mình sẽ đập hết mấy cây đuốc này ra để mình trang trí đèn vào. Ở nhà ai lại xài đuốc đúng không các bạn? Nhà người ta là phải xài đèn chứ không ai xài đuốc hết á. Xài đuốc là có ngày nó cháy nhà luôn các bạn ơi. Ok, thắp đèn vào đây nè. Ở cái chỗ này nó bị chặn bởi cái tủ sách rồi cho nên chắc là sẽ không thắp được. Ôi không. Rồi, bây giờ thắp thêm hai cái đèn ở trên đây thế này. Rồi một cái trong đây, thấy chỗ này hơi tối nè, thắp vào đây luôn. Rồi, vô nhà bếp. Thắp thêm hai bóng đèn ở trên đây nữa. Và hai cái ngay cửa nữa. Ok, một cái ở đây. Bây giờ còn dư nhiều bóng đèn quá, giờ thắp ở đâu cũng được hết á. Ok. Rồi một cái ở đây nữa đi. Xong, hai cái trước nhà nữa là hoàn tất. Đó. Vậy chúng ta đã hoàn thành xong căn nhà dưa hấu rồi các bạn ơi. Đó, ok. Rồi, hoàn thành xong rồi. À, nhưng mà chúng ta giờ cũng đã hết tiền luôn rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau gọi là hoàn thành nha. Rồi, để mình chỉnh lệnh hoàn thành nè. Hoàn thành. Ok, các bạn chỉ cần ghi cái lệnh hoàn thành ra thì các bạn enter một cái thì nó sẽ hoàn thành game cho các bạn nha. Và sau khi mà các bạn đã hoàn thành xong ngôi nhà rồi, các bạn chỉ cần ra ngoài đây, mở cái rương ra thì tiền lương của các bạn sẽ được xuất hiện ở trong rương. Đó, mở ra. Và chúng ta đã được 60 là 20 là có nghĩa là chúng ta đã được 80 xu đó. Hồi nãy mình bỏ ra 64 xu mà bây giờ thêm 64 mình nhận lại được 80, có nghĩa là mình đã lời được 16 xu các bạn ơi. Mình đã lời được 16 xu rồi. Đó. Ủa, nhưng tại sao lời có 16 xu ta? Ít quá vậy? Để mình xem coi, còn thiếu gì không? Mình còn thiếu. Ở đây nó có thêm là thêm bàn ghế nữa, nhưng mà mình thiếu cái bàn ghế rồi, đúng rồi. Chết rồi, mình quên trang trí bàn ghế rồi cho nên là nó không cho mình nhiều tiền, nó trừ tiền của mình nữa các bạn ơi. Ôi xui vậy. Thôi không sao, kệ, không sao. Nói chung là được 80 xu cũng đã được rồi. Ok. Và mình đã hoàn thành xong ngôi nhà rồi. Các bạn thấy ngôi nhà hình quả dưa hấu này của mình như thế nào? Các bạn thấy như thế nào nhớ bình luận cho mình biết nha. Và ok, hẹn gặp lại anh em những video lần sau ở trong cái series gọi là dọn dẹp nhà và sửa chữa nhà của Phong Lao Công nha các bạn. Phong Cận Lao Công nha. Ok, và bye bye. Hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Đừng quên là hãy nhấn vào nút like và nút đăng ký ủng hộ cho kênh YouTube của mình cùng với các thành viên của Hero Team đó nha. Bye bye.